Phương pháp mới có tên gọi tắt là EC, dùng để chỉ các biện pháp hạn chế tối thiểu việc sử dụng tã lót dành cho trẻ. Adrian Stair, chủ cửa hàng Caribou Baby, chuyên bán các sản phẩm tự nhiên dành cho bé tại thành phố New York, chia sẻ cô đã tập cho cả hai cậu con trai đi bô từ khi các bé còn rất nhỏ. Mỗi lần bé tè dầm ra tã, tôi đều ra dấu bằng một tiếng si rất to để bé biết. Sau đó khoảng 2 đến 3 tuần, tôi lại lặp lại tiếng si, xong lần này bé ra nhà vệ sinh để tạo thói quen cho bé lần sau. Ste cho biết, bằng cách này, cô đã tập đi bộ thành công cho cậu con trai Lauren 4 tháng tuổi. Không chỉ vậy, bà mẹ hai con còn đoán được khi nào bé có nhu cầu. Sau khi chia sẻ với các bà mẹ trong câu lạc bộ, Ste đã nhận được nhiều ý kiến hưởng ứng. Tôi nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu không phải đóng tã cho bé. Vậy là tôi thử với Ada nhà tôi, không ngờ cách này lại có hiệu quả. Một số chuyên gia cho hay, không chỉ giúp hạn chế tối đa việc sử dụng tã, vừa tốn kém lại khiến da trẻ bị hăm và khó chịu. Cách làm này còn giúp phát triển kỹ năng giao tiếp giữa mẹ và bé. Theo đó, các bậc phụ huynh sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc đọc cảm xúc trên gương mặt bé, để đoán khi nào bé cần đi bô, thay vì đóng tã và để mặc bé nằm trên giường như nhiều ông bố bà mẹ vẫn làm. Ngay từ khi sinh ra, đứa bé đã không muốn tự làm bẩn mình, chúng sẽ cố gắng báo cho chúng ta biết khi có nhu cầu. Tuy nhiên, nếu đóng tã một thời gian dài, quá trình liên lạc đó sẽ bị ngừng lại. Tuy nhiên, một số bác sĩ nhi thì cho rằng không nên tập cho bé đi bô quá sớm, vì như thế sẽ tạo căng thẳng tâm lý cho trẻ, đồng thời cảnh báo việc áp dụng phương pháp này trên quy mô lớn. Còn đối với các bậc phụ huynh ủng hộ phương pháp mới này, đó là một trải nghiệm liên kết tuyệt vời giữa mẹ và bé.